Mình chào với cô chú anh chị đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Và hiện tại thì em Hải đang có mặt ở ấp Thành Yên, xã Thành Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Cách lộ Xuyên Á thì tầm khoảng là 500m thôi. Ở đây mình dòng ra kinh Đồng Dông, mình bọc lên cầu Xuyên Á quý anh chị. Mặt tiền đường ở đây hiện xưa là gọi là mặt tiền đường kinh Đồng Dông. Là kinh Đồng Dông nằm dưới này, nó có cái chiều rộng là 30m là. Ở đây thì em Hải giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất nền. Mình có hai mặt tiền đường này và mặt tiền đường sông, thì quý cô chú anh chị có thể rất là thích hợp là làm nhà vườn và nhà nghỉ dưỡng nha. Có mé sông rất là mát và tiện nha quý anh chị. Đất của mình thì được cắm cọc cắm ganh rõ ràng luôn. Đây là chu đá nè, xích bên đây cũng là cái chu đá nha, ngạch bên đây cái chu đá. Diện tích ngang của mình á, mặt tiền này là 14m02, dài tới với mé sông dưới kia là 23m nha. Nó có 114,5m đất ở quý anh chị. Đây cái mặt trụ đá ganh của mình đây ha, từ đây qua bên đó là 14m2, chiều dài xuống dưới mé sông luôn là 23m, có 114m đất ở quý anh chị. Đất thì nền cao gáo luôn, thì ở đây thì quý cô chú anh chị rất là thích hợp xây cái nhà vườn, nhà nghỉ mát ha, tại vì nó có nguyên cái bậc kinh rất là đẹp luôn. Và giá thì hiện tại chủ đang kêu bán là 900 triệu quý anh chị. Để biết thêm thông tin chi tiết về lô đất này thì xin mời cô chú anh chị vui lòng gọi em qua số điện thoại mà em sẽ ghi trên list nha. Một lần nữa em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Sau tạm biệt và hẹn gặp lại.